À, bây giờ chúng ta lật qua trang 55. À, à cái câu kệ ở đây nói rằng mỗi một cực vi có số thế giới nhiều bằng cực vi mỗi một thế giới có các đức Phật khó thể nghĩ thấu, mỗi một đức Phật đều ở chính giữa đại hội Bồ Tát và tôi nhìn thấy các ngài thường nói hạnh nguyện Bồ đề thì tiếng tạng nói rằng có rất là nhiều vô lượng vô biên thế giới nhiều bằng như là vô lượng vô biên các cực vi thì trước đây chúng ta đã nhắc đến về các cực vi ở cái phần đầu À, ở cái phần mà thất tri nguyện đó thì ở đoạn đầu chúng ta đã giải thích về điều này một cách rất là rộng sâu rồi thì cái ý nghĩa ở đây cũng là như thế khi mà chúng ta nói đến là có vô lượng vô số cực vi thì bây giờ chúng ta nghĩ đến cái thế giới này chẳng hạn là như thế thì có uh, rất là nhiều cái cách để mà chúng ta có thể hiểu về điều này ví dụ như là bây giờ chúng ta nhìn vào cái hệ của cái thế giới này thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái hệ thế giới nhỏ hơn khác nhau nằm ở trong cái hệ thế giới lớn ví dụ như là chúng ta nói đến những cái lục địa khác nhau ở trong một cái thế gian thì rồi chúng ta có ở hướng ở hướng đông Thì chúng ta có một cái thế giới khác Và ở cái hướng Nam thì chúng ta có um, Diêm Phù Đề Hoặc là chúng ta ở, ở hướng Tây thì có một cái uh, lục địa khác um, Và ở hướng Bắc thì lại có một cái lục địa khác Và mỗi một cái lục địa đều có những cái tên gọi khác nhau ví dụ như là thân hình to lớn hoặc là hương thơm hoặc là cái cõi âm thanh không có được dịu êm vân vân có rất là nhiều những cái cõi giới và cũng có những cái cõi tịnh độ vô lượng vô số những cái cõi tịnh tịnh độ nằm giữa những cái lục địa đó hay là những cái um, tịnh địa đó và ở trong đó thì lại có vô lượng vô số những cái cõi giới khác nhau nữa Bây giờ đối với lại một cái vị Bồ Tát khi mà một vị Bồ Tát um, đạt đến được địa thứ nhất thì giống như là ví dụ như là bây giờ nói đến những cái phẩm hạnh của Phật thì có 120 bao nhiêu phẩm hạnh đó, vân vân và đối với lại một vị Bồ Tát thì cũng có những cái phẩm hạnh mà các ngài đạt được. Um, xin lỗi không phải là một 120 mấy phẩm hạnh mà là một 120 mấy Tịnh độ, cõi tịnh độ Khi mà một vị Bồ Tát đạt đến được Cái địa thứ nhất à, Bây giờ Thầy đang giải thích cho chúng ta nghe Về những cái cảnh giới của các vị Bồ Tát à, Và khi mà các ngài Có thể như là thể nhập được Ngần đó cõi tịnh độ Thì à, à, kế tới Các ngài phải làm gì Thì khởi đầu là các ngài chuyển hóa Cái tâm bất tịnh để mà trở thành ra là tâm thuần tịnh và cái cách mà chuyển hóa là ví dụ như là đầu tiên chúng ta có nước và rồi um, trời nó bắt đầu trở lạnh và rồi um, nó làm cho nước trở thành ra là nước đá nó đông lại thành nước đá và rồi bây giờ chúng ta muốn làm tan chảy cái tảng băng đá đó khi nó tan chảy thì thuốc giáo nó sẽ trở thành ra nước trở lại bởi vì khởi đầu nó vốn là nước rồi cho nên nó mới có cái khả năng để mà cho nước đá tan chảy tựa, trở thành ra là nước nhưng mà nếu mà ngay từ khởi thủy cái, cái tảng băng đá này nó không phải là đến từ nước thì nó sẽ rất là khó để mà có thể làm cho nó tan chảy thành nước nhưng mà bởi vì khởi thủy nó vốn là nước cho nên nó mới có thể tan chảy trở thành ra nước trở lại ừ, thực sự là do bởi chúng ta bị mê lầm ừ, chúng ta có những cái sự che chướng mê lầm nhất thời và chúng ta bị che bị che phủ bởi những cái màn um, mê lầm của chúng ta những cái màn màn ô nhiễm của chúng ta nhưng mà rồi nó cũng có thể đi đến cái đoạn kết thúc là bởi vì nó không phải là thể tánh chân thật của mình và rồi nó lại quay ngược trở lại để nó trở lại thành ra là cái gì nó vốn nguyên thủy là như thế À, như vậy cho nên um, tâm của chúng ta khi mà nó ở trong một cái trạng thái bất bất tỉnh đó um, trạng thái ô nhiễm đó là bởi vì chúng ta bám chấp chúng ta vướng mắc vào uh, cho rằng đây là chuyện tốt kia là chuyện xấu và rồi nó đi đến một cái kết quả thì kết quả ở đây là có những cái cõi giới um, um, ngạ quỷ nó có những cái cõi giới địa ngục và chúng ta phải trải qua những cái mức độ đau khổ khác nhau những cái kinh nghiệm thực sự là xảy đến cho chúng ta ví dụ như là khi mà chúng ta nằm mơ chúng ta có thể không biết rằng mình đang nằm mơ nhưng mà chúng ta vẫn trải qua một cái kinh nghiệm nó rất là thật đối với mình cho dù nó chỉ là một cái giấc mơ và trong cuộc đời này của chúng ta cũng thế chúng ta trải qua rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau những cái cảm giác ví dụ như là có khi cảm giác tốt có khi cảm giác không tốt cảm giác khổ sở vân vân thì thông qua cái việc tu tập giáo pháp của chúng ta thì những cái tri kiến của chúng ta nó cần phải trở nên thanh tịnh và chúng ta phải thể nhập được cái thể tánh chân thật của vạn pháp vì nó vốn dĩ là thanh tịnh và đó là cái cảnh giới tịnh độ thì khi mà chúng ta thực hành thiền định đó chúng ta không có nên trở thành một cái người nào đó mà mà bị mắc kẹt ở trong một cái một cái cầu thang máy mà nó bị tắc nghẽn rồi chúng ta không thể nào vượt hay là mà ra khỏi cái cầu thang máy đó được cái thang máy đó được mà chúng ta cần phải là một người tu như thế nào để mà có thể leo lên được cái đỉnh núi uh, cao chót vót và từ đó có thể nhìn thấy được tất cả ở dưới thì đây là cái sự tiếp cận của chúng ta đối với lại thiền à, khi mà chúng ta tiếp tục thiền thì những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm nó sẽ khởi lên và nó là cái gì mà chúng ta không thể nào có thể diễn bày được với lại người khác nó có rất nhiều những cái phẩm tánh mà chúng ta có thể nghe thấy trải nghiệm hoặc là nhìn thấy ví dụ như là chúng ta nói rằng chúng ta nhìn thấy tất cả các cõi tịnh độ của chư Phật trong một cái hạt bụi hạt hạt bụi vi trần duy nhất ngay cả ngay cả nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái cõi giới tịnh độ thì nó cũng không có ích lợi đến như thế, ví dụ như là nhìn thấy một cái chánh điện rất là đẹp mà bên trong không có ai ở trong đó cả, không có tượng, không có um, không có um, Phật, không có um, bất kỳ cái gì, nhưng mà cái mà chúng ta phải hiểu rằng cái cõi tịnh độ này là có Đức Phật ở giữa và có chư Đại Bồ Tát, uh, chư Thanh Văn, chư Duyên Giác ở vây quanh. Thì thực sự phải hiểu rằng tất cả nó đều chỉ là À, cái âm thanh, cái âm thanh vô tận của pháp giới, chứ đừng đừng nghĩ đến nó giống như là một cái cõi nào đó. Và chúng ta cũng không nên suy nghĩ theo cái cách phàm phu. Là chúng ta không có thể nào nhìn thấy được các cõi tịnh độ và không thể nào thấy được um, chư phật chư đại bồ tát cũng không thể nào thấy được là một hạt vi trần mà lại có vô lượng vô số chư phật chư đại bồ tát mà ở đây là um, chúng ta đang được giải thích rằng đức phật đang ngồi ở chính giữa và chung quanh ngài là chư phật chư đại bồ tát đang uh, dấn thân vào trong những cái hoạt động vô tận và xuyên qua những cái điều như thế này chúng ta thực sự có thể trải nghiệm được chúng ta phải nghĩ rằng các ngài đã trải nghiệm được thì tôi cũng có cái tiềm năng để mà có thể trải nghiệm được những gì mà các ngài đã giải thích ở đây và bản thân tôi tôi cũng có thể trải nghiệm được cái vũ trụ bên ngoài và cái thế giới nội tại bên trong như là những cõi tịnh độ thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải có ở trong tâm của chúng ta phải có cái sự tin tưởng rằng bản thân ta ta cũng có thể làm được như thế có thể là lúc đầu nó sẽ rất là khó khăn và bởi vì lúc đầu nó rất là khó khăn cho nên chúng ta phải phát khởi được một cái sự chúng ta phải có được một cái sự phát nguyện nó rất là mạnh mẽ và do bởi cái nguyện lực của chúng ta dựa vào cái nguyện lực thật là cực kỳ mạnh mẽ trong tâm của chúng ta mà chúng ta mới có thể thực thực sự uh, thể nghiệm được bất kỳ cái gì mà chúng ta phát nguyện ở trong tâm của mình cho dù là nó rất khó khăn vào lúc đầu nhưng mà nếu mà chúng ta um, luôn luôn duy trì được cái nguyện lực này thì chúng ta có thể thấy được các cõi tịnh độ thì thực sự ở đây nó đều nó dựa vào cái sức mạnh của tâm của chúng ta chúng ta phải xác quyết phải xác tín như vậy ở trong tâm của mình ví dụ như là khi mà chúng ta nhận những cái giáo lý về ba đô về trung ấm thì có những cái giáo lý về trung ấm mộng thì ở trong cái nội dung của trung ấm mộng thì có những cái giáo huấn dạy cho chúng ta làm sao để mà chúng ta có thể nhận biết ra được rằng mình đang nằm mơ trong lúc mà mình ngủ mơ thì ở những cái giáo huấn đó có dạy rằng trước khi mà chúng ta nằm xuống ngủ thì chúng ta phải thực sự có một cái sự kiên quyết ở trong tâm của mình, phát khởi một cái sự kiên quyết rằng nhất thiết bắt buộc là tôi phải nhận ra được là tôi đang nằm mơ. có nghĩa là mình phải hoàn toàn xác quyết, hoàn toàn như là tin tưởng vào cái điều này có một cái niềm tin rất là như là xác thực và xuyên qua cái sự tinh tấn của chúng ta xuyên vào cái sự quyết trí của chúng ta mà rồi mọi thứ nó sẽ hiện hiện y như là chúng ta đã tưởng tượng ở trong đầu như vậy khi đầu tiên chúng ta nói đến tinh tấn như trước đây chúng ta có nói thì nó có liên quan đến một cái sự hứng khởi à, chúng ta phải làm tất cả những cái điều này phải được um, như là lôi lôi kéo bởi cái sự hứng khởi và chúng ta làm với lại tất cả cái tâm chân thành tất cả cái tấm lòng của mình chúng ta nghĩ rằng nhất quyết là tôi phải nhận biết ra được tôi đang nằm mơ thì có thể là một vài đêm nó sẽ trôi qua uhm. Các thứ cả nhà chờ một chút. Tại sao? Dạ ja, cả nhà chờ một chút. Thế nên nó nó chạy cái of the two that accomplishes the twofold purpose and nhà chờ chút nha và một khi mà chúng ta đã có thể nhận biết ra được là chúng ta đang nằm mơ um, 7 lần trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận biết ra được là chúng ta đang là ở trong trung ấm khi mà chúng ta đã lìa đời thì thực sự nó nó đều đến bất kỳ một cái sự thành tựu nào nó cũng đều đến từ cái sự quyết tâm quyết trí của chúng ta có nghĩa là chúng ta như là quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ làm được điều đó nó dựa vào cái sức mạnh của tâm của chúng ta và nếu mà chúng ta quyết tâm quyết trí rằng chúng ta phải nhận biết ra được là mình đang ngủ mơ thì mình khi mà mình đi vào trong trung ấm mình cũng sẽ nhận biết ra được là mình đang ở trong trung ấm thực sự là không có nhất thiết là ta là ai hay là ta đang ở trong một cái hoàn cảnh như thế nào là mình là người già hay người trẻ hay là nam hay là nữ nó chẳng có liên quan gì đến những cái điều như thế mà nó liên quan đến cái sự quyết tâm quyết trí của mình trong tâm của mình và nếu mà chúng ta có được một cái niềm tin chắc thực và chúng ta như là quyết tâm quyết chí nghĩ rằng hay là quyết tâm rằng chúng ta sẽ thể nhập được sẽ thấy được vô lượng vô số chư phật ở trong vô lượng vô số cảnh giới như thế và chúng ta quyết tâm chúng ta quyết chí chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm được điều đó thì chúng ta sẽ thể hiện được cái điều đó hay là thể nhập được cái điều đó cho nên khi mà chúng ta muốn ngồi xuống tu tập muốn công phu đó là phải phải công phu khởi đầu bằng một cái sự quyết tâm quyết chí như thế và cái phần thứ nhì ở đây cái điểm thứ nhì đối với lại tám cái điểm mà thầy đã nhắc đến hồi nãy um, thì nó có hai cái khía cạnh là uh, nó liên quan đến cái sự thực hành làm thế nào để mà có thể nhìn thấy được um, ở các cõi phật nó là cái câu cuối ở trang 55, cái câu kệ đó là à, Làm sao để mà con có thể nhìn thấy được biển cả thế giới khắp 10 phương hướng, biển cả thời gian nhiều bằng đầu lông, biển cả Phật đà, biển cả quốc độ, biển cả thời kỳ mà tôi tu hành. Thì khi mà chúng ta nói đến những cái cực vi thì nó rất là khó để cho chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tạm thời hiểu dựa trên những cái câu kệ như thế này. Và ở đây... Um, ví dụ như là chúng ta nói ở trên đầu một cái cọng lông đó uh, thì có vô lượng vô số chư Phật, uh, Bồ Tát, uh, um, vô số vô lượng chư phật quá khứ hiện tại và vị lai cũng như là vô lượng vô số những cái cảnh giới tịnh độ ví dụ bây giờ chúng ta có một cái um, cộng lông cái đầu cọng cộng lông hoặc là chúng ta có một cái cộng cỏ rất là nhỏ thì chúng ta bứt cái cái đầu của cái cộng cỏ đó hay là cộng của đầu lông đó thì có vô lượng vô số các cõi giới tịnh độ và ở trong các cõi tịnh độ đó thì có vô lượng vô số chư phật và chư bồ tát đang ngự trị thì ở trong cái lời nguyện này con nói rằng nguyện xin cho con có thể nhìn thấy được các ngài ở trên đầu những cái cọng lông này và không phải là chỉ có đôi lúc nhìn thấy đôi lúc không nhìn thấy mà là chúng ta nguyện để thấy được luôn luôn thường hằng nhìn thấy được điều này khi mà chúng ta nói đến vô tận đại kiếp đại kiếp là một cái gì mà mà là vô tận không có bao giờ ngừng dứt có nghĩa là chúng ta nguyện xin có thể nhìn thấy được các ngài qua một cái thời gian dài vô tận không bao giờ dứt đoạn đối với lại những cái cực vi đó và nói đến một cái khoảnh khắc mà vi vì, vì, vì tế nhất của tâm hay là vi tế nhất của thức của chúng ta thì um, um, hồi lúc nãy thì ina nói rằng thầy và ina có một cái uh, cuộc đối thoại um, là trao đổi với nhau thì nói rằng bây giờ À, chúng ta giống như là có một cái bản đồ trên GPS thì nó giống như là chúng ta có thể bật cho cái hình nó mở to ra hoặc là chúng ta thu cái hình lại cho nó nhỏ hơn à, khi mà chúng ta làm cho cái hình nó nó rộng ra thì chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả chúng ta nhìn thấy một cách tổng thể nhưng mà chúng ta không có thể nào nhìn thấy được À, những cái chi tiết nó thật là nhỏ nhiệm và chúng ta phải zoom nó lại chúng ta phải thu nó lại cho nó nhỏ xíu à, như là đến gần với chúng ta hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái chi tiết nó nhỏ hơn mà nó càng thu lại gần chúng ta thì chúng ta lại càng nhìn thấy được những cái chi tiết nó lại càng nhỏ nhiệm hơn nữa và khi mà chúng ta nhìn vào những cái vi trần đó thì chúng ta càng đến gần bao nhiêu thì chúng ta lại càng nhìn thấy tất cả những cái nhỏ nhiệm nhất và rồi chúng ta có thể nhìn thấy được um, chư phật chư đại bồ tát ở trên một cái um, hạt bụi vi trần như thế và rồi thì chúng ta lại um, quay trở lại với lại cái tổng thể thì cái tổng thể này sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất là bao quát và um, nhưng mà bởi vì chúng ta đã thấy được cái cái chân thật của nó rồi khi mà chúng ta nhìn sát vào cái cực vi đó mà chúng ta đã từng nhìn thấy một lần rồi thì chúng ta lại rất là dễ dàng nhìn thấy được cái thể chân thật của tất cả vạn pháp thì khi mà chúng ta ngồi thiền đó lúc đầu là chúng ta an trú ở cái đối tượng cái đề mục hành thiền của mình và chúng ta không có Uh, như là chúng ta không có suy nghĩ nhưng mà uh, khi mà có một cái lối thiền khác thì chúng ta sử dụng cái tâm của chúng ta để mà uh, chúng ta có thể nhận biết được uh, À, thực sự là có những vị hiền triết ở uh, trong thời quá khứ đã từng tu tập ở cạnh một cái như là ven một cái dòng sông trong bốn năm liền nhưng mà cái chuyện gì nó xảy ra đối với các ngài các ngài chỉ có cảm giác giống như là hai hay là bốn tuần mà thôi bởi vì cái khái niệm về thời gian của các ngài uh, vì các ngài rất là tập trung uh, như là nhất tâm thiền định cho nên khi mà các ngài ở trong một cái trạng thái tâm như thế thì các ngài đến được một cái um, trạng thái tâm rất là sâu lắng, rất là vi tế và cũng giống như là chúng ta như là mở cái hình ra nó to và rồi chúng ta lại thu cái hình nó nhỏ lại gần với mình thì tôi càng thu nó lại nhỏ gần mình thì chúng ta lại càng ở trong một cái trạng thái thuần tịnh nhất thì đây chính là cái trạng thái vi tế nhất của tâm của chúng ta. that. Uh, Như vậy cho nên không có bất kỳ một cái gì mà lại không có nằm trọn ở trong tâm của mình. Không có bất kỳ một cái hiện tượng nào mà nó lại không khởi hiện từ tâm của chúng ta. Và do bởi tất cả, nhất thiết là tất cả vạn thứ nó đều đến từ tâm của chúng ta. Cho nên cũng nhờ từ cái tâm này mà chúng ta mới có thể chuyển hóa được vạn pháp và là chuyển hóa được các hiện tượng. Và như vậy cho nên các vị hiền triết này các ngài đã có thể làm chủ được tâm của mình biết rằng bất bất kỳ cái gì cũng đến từ tâm, cho nên các ngài mới có thể chuyển hóa hay là biến thể được cái khái niệm thuộc về thời gian và qua đó mà các ngài mới có thể có được cái sự chứng nghiệm um, như thế. Um, bởi vì bản thân chúng ta chúng ta không thể nào sống như các vị hiền sĩ này và ở một cái nơi rất là uh, ẩn khuất để mà tu tập nhưng mà chúng ta cũng có một cái tâm giống như các ngài và nếu mà chúng ta biết cách ứng dụng và hành trì thì không có cái gì uh, mà lại có thể ngăn che chúng ta hay là ngăn chặn chúng ta không cho chúng ta nhìn thấy được các cõi tịnh độ ở trong những bụi vi trần như là các ngài cho nên cái điều mà chúng ta muốn ở đây là chúng ta phải hướng cái tâm mình và chúng ta uh, làm sao để mà uh, nhìn 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 gần nhìn nhìn được thật là gần những cái vi trần này chúng ta dùng nó lại thu nhiếp nó lại gần cho chúng ta thì chúng ta lại càng nhìn thấy được những cái gì vi tế nhất và thầy nói rằng thầy cũng có một cái uh, uh, kinh nghiệm cho dù thực sự bản thân thầy thầy không có hành trì và bản thân chúng ta cũng thế chúng ta cũng có những cái khái niệm thời gian khác nhau ví dụ như là có những cái lúc thì thời gian có vẻ như là nó kéo dài nhiều lắm nhưng mà có những khi nó lại trôi qua rất là nhanh ví dụ như là khi mà chúng ta làm một cái điều gì mà chúng ta thích thì một ngày hay là một tuần nó có thể nó đã trôi qua rất là nhanh mà chúng ta cũng không biết là thời gian nó đã đi đâu thì đó chính là tâm của chúng ta. Nó cũng đúng là cái tâm đó mà thôi, chứ đâu có khác đâu. Nhưng mà nếu mà tâm này lúc đó lại không muốn làm một cái điều gì đó, thì một tiếng đồng hồ thôi, nó cũng dài, ơi là dài, giống như là một tuần đã vừa trải qua. Và Thầy nghĩ rằng Thầy vừa mới nhớ lại một cái kinh nghiệm khi mà Thầy còn bé, khi đó Thầy ở trong tu viện và mọi người phải thực hành nhung nê và phải phải nhịn ăn, không được ăn và không được uống khi mà thọ bát quan trai. Và một ngày trải qua như thế thì có vẻ gần như là bất tận. Và rồi thì ban đêm lại càng như là dài, thường thuộc, giống như là không có thể nào mà giống như là nó không có không có ngừng dứt và và thực sự là chỉ có mới có một ngày mà thôi mà sao mà nó lại dài đến thế? Bởi vì um, thầy nói rằng khi mà thầy vui chơi đó thì ngày và đêm nó trôi qua rất là nhanh, nhưng mà khi mà thầy đói và khát thì thời gian nó trôi qua sao mà nó lại chậm đến thế, y như là cả một cái um, như là như là một cái thời gian rất rất là dài giống như là nó một cái gì đó rất là miên viễn nó nó cứ kéo dài như thế và um, khi mà chúng ta nghĩ đến những cái cõi ngạ quỷ đó um, thì chúng ta thường phát tâm bồ đề cho họ nhưng mà bản thân thầy lúc đó thầy cảm giác y như là ngạ quỷ quá đói và quá khát và Thầy chỉ muốn cho thời gian nó trôi qua nhanh nhanh thôi và rồi chúng ta nhận cái giới là không ăn, không uống cho đến um, sáng hôm sau, cho đến buổi bình minh vào ngày hôm sau nhưng mà sao mà nó lại dài đến thế và rồi thì không có phải là bởi vì chúng ta tu tập thọ bát con trai mà rồi cái thời gian nó nó ngắn hơn hay là nó dài hơn, mà bởi vì nó đến từ tâm của chúng ta uh, mà mới thấy là cái thời gian nó dài hay là nó ngắn và tâm của chúng ta thì thực sự rất là mạnh mẽ nó có cái oai lực nó có cái lực để mà nó có thể chuyển hóa được tất cả tất cả những cái khái niệm thuộc về cái gì chân thật hay là không chân thật nó cũng dựa vào cái tâm của chúng ta chứ không dựa vào cái gì khác cho nên chúng ta nói rằng ta hạnh phúc hay là ta không hạnh phúc nó cũng thấy đều là tâm của mình tâm của mình làm gì với cái chuyện đó để mà chúng ta lại đi qua cái trải nghiệm hạnh phúc hay là không hạnh phúc or a pure land. So this is how we must of develop our practice. Tâm của chúng ta nó giống như là một người bạn. thực sự chúng ta chính là là tâm và rồi chúng ta uh, đi theo là đi theo cái gì? Chúng ta lại đi theo bạn của mình. Um, À, như vậy thì chúng ta đang theo bạn tốt hay là chúng ta đang theo bạn xấu, uh, uh, theo một người cái bạn tốt uh, có nghĩa là uh, chúng ta đi theo những cái gì uh, tích cực ở trong tâm của mình. À, ví dụ như là chúng ta dựa vào tình yêu thương, lòng bi mẫn, dựa vào chánh niệm, tỉnh thức thì uh, lý tưởng đó là chúng ta thể nhập được không tánh thể nhập được cái tánh chân thật của vạn pháp thì đây là một cái phẩm tánh của tâm À, thực sự trong tâm của chúng ta chúng ta có thể định nghĩa được rằng nó nó có thiện lành hay không, có nghĩa là chúng ta có đi theo cái hướng thiện lành hay không trong tâm của mình. Nhưng mà nếu mà bây giờ trong tâm của chúng ta lại có những người bạn là tham sân và si và đố kỵ và ganh tị và chúng ta đi theo những cái người bạn như vậy thì những cái điều này chỉ làm cho chúng ta thêm đau khổ ở trong tâm của mình mà thôi. Cho nên những cái cảm xúc, những cái cảm giác mà tiêu cực của chúng ta những cái cảm xúc mà đau khổ nó đều đến từ cái cách mà chúng ta suy nghĩ đến từ cái cách mà chúng ta đi theo đi theo ai trong tâm của mình thì nó mới tạo ra những cái kinh nghiệm luân hồi chúng ta được được dạy rằng uh, niết bàn và luân hồi nó giống như là mặt trái và mặt phải của một bàn tay nó cũng chỉ là một cái bàn tay thôi nhưng mà nó lại có mặt trái và nó có mặt phải và nó tùy vào cái cách mà chúng ta nhìn thấy uh, mọi việc như thế nào uh, chúng ta có thể thấy rằng tất cả chúng sinh đều là uh, những uh, chúng sinh đều là Phật và Bồ Tát ở trong một cõi tịnh độ và các cõi giới đều là cõi tịnh độ thì đó là một mặt của bàn tay và cái mặt khác, mặt kia của bàn tay là chúng ta luôn nhìn thấy những cái sự phá hủy, những cái sự như là mất quân bình của các nguyên tố, những cái sự tranh chấp giữa chúng sinh và những cái đau khổ của chúng sinh như là sinh, lão, bệnh, tử vân vân, nó là đau khổ vô tận vậy và, và rồi thì chúng ta bị mắc kẹt ở trong cái hiện hữu như thế này như vậy cho nên nếu mà chúng ta không có muốn bị mắc kẹt ở trong cái sự hiện hữu đó thì chúng ta phải bảo vệ tâm của mình và ngài Tịch Thiên Shantideva deva đã nói rằng cái điều quan trọng nhất à, đối với lại cái giới hạnh của một vị du già là làm sao để mà giữ cái giới hạnh cho tâm của mình, có nghĩa là chúng ta phải bảo vệ tâm của chính mình và chúng ta phải giữ gìn tâm của chính mình và nếu mà chúng ta hiểu được điều này thì kế tới là chúng ta cần phải làm gì khi mà chúng ta cần phải giữ gìn tâm mình phải bảo vệ tâm mình có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nhìn tâm mình nhìn vào tâm mình để xem là cái tâm này nó đang um, có những cái dự định gì uh, cái cái tâm này nó có đang có những cái dự tính mà không tốt lành hay không và nếu mà nó đang có những cái dự tính không tốt lành thì chúng ta có thể nói là hello bằng tiếng anh hoặc là chúng ta sẽ nói bằng tiếng tạng là kore có nghĩa là ô oh, trời ơi uh, hay là cái cái tên cái tên kia hay là cái cái mũ kia chúng ta gọi tâm của chúng ta như thế à, chúng ta phải gọi rằng ô cái tên kia cái mũ kia đang làm cái gì với cái tâm vậy à, không có muốn hạnh phúc hay sao à, lẽ dĩ nhiên chúng ta muốn được hạnh phúc Nên, nếu mà muốn hạnh phúc thì tại sao bạn bạn lại đang chạy chạy rời xa khỏi cái sự hạnh phúc của bạn tại sao bạn muốn hạnh phúc mà bạn lại không có chạy về cái hướng đó như vậy cho nên chúng ta cần phải đối thoại một cách đùa cợt như thế với cái tâm của mình và cái mà đang như là đùa cợt với tâm của mình đó chính là chánh niệm tỉnh thức của mình bởi vì chánh niệm tỉnh thức của mình bắt gặp được những cái khoảnh khắc đó nó giống như là những cái sợi dây thừng và nó có thể như là đưa chúng ta quay trở lại thì đó chính là cái cách mà chúng ta cần phải thực hành như vậy những cái tư tưởng ở trong tâm của mình thì nó chẳng khác nào như là những cái con khỉ à, bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta đi đến một cái nơi mà có rất là nhiều những con khỉ và cái à, cái trách nhiệm của chúng ta là làm sao mà để cho những cái con khỉ này nó ngồi yên và rồi nó không có như là nó không có chạy nhảy tán loạn bây giờ giả sử chúng ta đi vào một cái khu rừng mà có 100 con khỉ như thế và rồi chúng ta phải bắt nó ngồi yên mà đừng có cử động thì thực sự đây là một cái gì mà không thể nào có thể thực hiện được là bởi vì thực sự là khởi đầu là quá khó để mà có thể bắt được một con khỉ rồi chứ đừng nói đến chuyện là bắt cả 100 con khỉ như thế à, thì khởi đầu làm sao để có thể bắt được một con khỉ mà rồi lại còn còn bắt cho nó ngồi yên bởi vì bạn bắt được một con khỉ này uh, cho nó ngồi yên thì cái con khỉ kia nó đã chạy tán loạn rồi thật sự rất là khó để mà làm cho những cái con khỉ nào nó phải ngồi yên trong khi những cái tư tưởng trong tâm của chúng ta thì nó y như là những cái con khỉ như vậy à, chúng ta không thể nào bắt nó phải ngồi yên ngồi ngồi cứng như vậy bởi vì chúng ta bắt được con này thì con kia nó sẽ chạy nhảy nó bỏ chạy và chúng ta bắt một cái tư tưởng này thì chúng ta sẽ không thể nào bắt được một cái tư tưởng khác mà bắt nó ngồi yên một cục như thế như vậy cho nên đừng có đi vào những cái khu rừng nếu mà không đi vào những cái khu rừng thì sẽ không phải lo về những con khỉ này nữa bởi vì những cái con khỉ này nó không có ở trong nó ở trong những cái khu rừng à, nếu chúng ta đừng đi vào rừng thì những cái con khỉ này nó sẽ không có làm phiền chúng ta nó có thể nó làm bất kỳ cái gì ở trong rừng nhưng mà chúng ta không có mặt ở trong khu rừng đó cho nên chúng ta không cần phải lo về những cái con khỉ này thì đó cách là cái cách mà chúng ta bảo hộ tâm của mình và cái cách mà bảo hộ tâm của mình tốt nhất là khởi đầu chúng ta phải dựa vào chánh niệm tỉnh thức thì khởi đầu mới tu tập thì chúng ta gọi đó là chánh niệm tỉnh thức nhưng mà khi mà cái công phu của chúng ta nó càng trở nên như là um, sâu sắc hơn thì uh, chúng ta được dạy rằng cái sự rõ biết uh, cái 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 tiềm năng rõ biết chánh uh, niệm đó thì đó chính là đạo sư rốt giáo của chúng ta như vậy chính cái sự hiện hữu uh, chánh niệm này chính là đạo sư gốc của mình và ở đây được gọi là vajadara tức là kim căng trì kim căng trì không là gì khác ngoài cái sự hiện hữu trong chánh niệm của chúng ta, trong tỉnh thức của chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn tìm thấy được bản tâm của mình, lúc đầu là nó cũng dựa ở trên cái sự chánh niệm tỉnh thức của mình. Thực sự là không có bất kỳ một cái tâm nào nó hiện hữu bên ngoài cái sự chánh niệm tỉnh thức của chúng ta. Tất cả nó đều dựa vào tâm của mình, vào trong cái trạng thái tâm của mình. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn được từ một cái quan điểm như thế, chúng ta thấy được rằng bởi vì tôi có một cái tâm như thế cho nên điều gì cũng có thể được xảy ra với cái tâm này bởi vì nó là cái tâm của tôi nó um, nó nó dựa vào cái trạng thái tâm của mình mà cái gì cũng có thể thấy được, cái gì cũng có thể nghe được và rồi chúng ta tu tập dựa trên một cái khái niệm như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu được rằng tại sao lại có vô lượng vô số phật vô lượng vô số bồ tát nằm trọn ở trong một cái hạt bụi vi trần hoặc là nằm ở trên một cái đầu của một, một cái cọng lông hay là một cái cọng tóc bởi vì nếu mà chúng ta không có nhìn từ một cái quan điểm như vậy và rồi chúng ta chỉ nghe thấy rằng ở trên một cái cọng lông một cái cọng tóc mà lại có vô lượng vô số phật vô lượng vô số bồ tát và rồi ở trên một cái hạt bụi vi trần lại còn có hàng tỷ hàng tỷ tỷ hàng xa phật và bồ tát nữa nếu mà chỉ có nghe về những cái điều này không mà thôi thì thực sự là nó quá là khó hiểu cho cái đầu của chúng ta và chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được và bây giờ nói đến cái khía cạnh thứ năm là chúng ta đang nói đến cái sự thể nhập hay là bước vào được khẩu ngữ giác ngộ của chư Phật. À, thì đây là cái câu kể đầu tiên ở trong trang 56 uh, tức là câu kệ 30 tiếng Việt chư vị Như Lai like, lời tiếng trong sáng mỗi tiếng đủ hết biển cả âm thanh những lời tiếng ấy tùy ý chúng sinh mỗi tiếng xuất ra biển cả hùng biệtầm thì thực sự điều này là cũng tùy thuộc vào tâm của chúng ta cái câu đầu tiên ở trong tiếng tạng đó this must happen i will do it that is really what it depends on it's your the force of your mind and if you are determined to recognize the dream state and you recognize it you will also recognize the nevardo later on so and then a day nói you know, rằng trong mỗi một cái, cái lời tiếng, tiếng, tiếng đó thì you um, are, in what circumstance you're in thì có một biển cả âm thanh uh, và hoàng, hoàn toàn trọn vẹn thì đó là cái câu đầu tiên ở trong tiếng Tạng. À, thì khi mà chúng ta nói đến hoàn um, toàn trọn vẹn có nghĩa là có um, rất là nhiều những cái um, những cái cách thức để mà truyền tải khác nhau qua những cái âm thanh này uh, cho những cái cảnh giới khác nhau ví dụ như là bây giờ khi mà chúng ta uh, chỉ giải thích về một điều mà thôi như là người thầy nói về một cái điều gì đó nói một cái câu nào đó À, thì nó tùy vào cái nghiệp và nó tùy vào cái nhân quả của cái người mà đang lắng nghe cái câu nói đó À, mỗi một người đều có một cái sự hiểu biết khác nhau và rồi sẽ diễn đạt về cái điều mà đã được nghe khác nhau bởi vì nó dựa vào cái nghiệp của họ cái sự phát nguyện của họ dựa vào nhân quả của họ thì đây là những cái nhánh nó có rất là nhiều những cái nhánh khác nhau những cái cách khác nhau mà người ta có thể nghe được cho dù đó chỉ là một câu lời giống như nhau mà thôi à, thì như là chúng ta đã được nghe à, À, ở cái câu kệ trước đó, uh, uh, cái câu kế tới, uh, xin lỗi cái câu trước đó nói rằng những cái biển cả âm thanh này, tất cả những cái lời tiếng này như là một cái biển cả để mà có thể tùy thuận với lại tất cả những chúng sinh với những căn cơ khác nhau, thì chúng ta có những chúng sinh khác nhau, ví dụ như là giả uh, dạ xoa hay là uh, ngã quỷ hay là bất kỳ những cái chúng sinh nào thì chúng ta cũng nguyện làm sao để mà cho họ có thể nghe được và hiểu được về tất cả những điều này thì chúng ta cũng được dạy về cái gọi là 60 diệu âm đó à, thì một trong 60 diệu âm đó là um, uh, âm thanh của Đức Phật khẩu ngữ của Đức, Đức Phật rất là êm tai và um, Ngài rất là thiện xảo khi mà có thể chỉ ra được cái giáo lý tinh túy cái tinh túy của giáo lý và rồi thì uh, khẩu ngữ hay là âm thanh của Ngài trở thành ra là cam lộ đối với lại những người nào mà nghe được những điều này. Tiếng tạng uh, cam lộ gọi là có nghĩa là ma quân tức là một cái gì mà đem đến cái sự tai hại cho chúng ta và si có nghĩa là cam lộ uh, thì nó là một cái gì để mà uh, chặn đứng tất cả những cái sự hại họa đến với chúng ta thì Si có nghĩa là nước cam lộ mà có thể ngăn chặn được tất cả ma quân và âm thanh của Phật, khẩu ngữ của Phật thì được xem như là nước cam lộ. Ví dụ như là khi mà chúng ta lắng nghe những giáo lý của đạo sư gốc của chúng ta, chúng ta lắng nghe những giáo lý của ngài và một cách rất là tự nhiên chúng ta cảm nhận ra được rằng vâng, nó đúng là như vậy và chúng ta cảm thấy thôi thúc khát khao để mà để mà có thể thực hành giáo pháp. Và rồi nếu mà chúng ta thực hành cái công phu của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng và cái sự chứng ngộ của chúng ta chúng ta sẽ đạt đến được một cái trạng thái mà tự nhiên như nhiên qua cái công phu của mình thì tất cả nó nó trở thành ra là quả giác ngộ mà nó dựa vào cái âm thanh cái ngữ ngôn của đạo sư gốc của chúng ta đối với lại tất cả những cái công hạnh giác ngộ của Phật thì những cái công hạnh đến từ ngữ ngôn của Đức Phật là cái gì mà quan trọng nhất thực sự là ngữ ngôn của Phật có những cái phẩm hạnh mà cao tột Đức Phật hiện tiền uh, xin lỗi Đức Phật đã sống ở trong cái cuộc đời này từ hơn 2.600 năm trước. Và bây giờ, uh, thực sự là Ngài đã quá, Ngài có một cái lòng từ quá là to lớn đối với chúng ta. Và chúng ta thực sự phải cảm nhận được một cái sự tri ân thực sự là cực kỳ sâu sắc đối với Ngài. Bởi vì các Ngài, Ngài đã để lại cái gì cho chúng ta trong thế gian này. Ngài để lại tất cả những cái ngữ ngôn của Ngài, um, qua kinh điển từ can chua tức là kinh điển và từ kinh điển thì có luận giải là luận trên những cái lời ở trong kinh điển của Phật. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể thực hành, vẫn có thể áp dụng được những cái giáo lý này của Phật thì thực sự những cái giáo lý này là cái phương thuốc mà tốt lành nhất để mà có thể chữa lành được cái cái căn bệnh đích thực của chúng ta. Và nếu mà chúng ta tư duy về điều này thì thực sự đôi khi có nhiều người họ không hiểu được về những cái điều này nhưng mà nếu mà bạn là một người tu hành chân chính uh, Tu hành giáo pháp chân chính hoặc bạn là một người à, học giả thực sự muốn tu tập chân chính nếu không như vậy thì thực sự bạn không thể nào có thể hiểu được cái lòng từ vĩ đại mà đức phật đã để lại cho chúng ta nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ về ngữ ngôn của phật à, chúng ta tư duy về điều này à, thì chúng ta thấy được rằng ngữ ngôn của phật là cái công hạnh tuyệt hảo nhất mà đức phật đã để lại cho chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta à, nhớ nghĩ đến đạo sư gốc của chúng ta hoặc là một vị đạo sư um, tuyệt vời nào đó thì bản thân thầy thầy đã gặp rất là nhiều các vị đạo sư rất là tuyệt vời À, đôi khi ở trong cuộc đời này chúng ta là những người theo khoa học và rồi chúng ta muốn cái gì cũng cần phải được chứng minh thì bây giờ thầy cho chúng ta một cái ví dụ thì cái ví dụ này đến từ cuộc đời của gachem Rinpoche khi gachem Rinpoche phải sống ở trong lao tù trong một cái thời gian rất là dài thì vào lúc đó à, ngài có một người bạn đồng tù và người bạn đồng tù này cũng là một vị lạt ma một vị đạo sư rất là vĩ đại và và lúc đó thì uh, uh, ngài ngài đưa cho Gachanampoji một cái quyển sổ tay rất là nhỏ với những cái dòng chữ nhỏ xíu ở trong đó và Rinpoche nói rằng đây là cái gì mà nó thiết thực, nó lợi ích nhất cho thầy ở trong cuộc đời này. Thầy nói rằng giả sử nếu thầy phải chọn lựa giữa cái quyển sách bé xíu đó ở trong tù với lại vàng ở trong thế gian này, thì thầy thà lấy cái quyển sách bé xíu với đầy những cái dòng chữ bé xíu đó. Bởi vì thầy đã hiểu thấu được cái giá trị... Uh, đích thực của những cái gì nằm trọn ở trong cái quyển sổ nhỏ xíu đó và một cách rất là là dễ dàng à, thầy mới nhận biết ra được rằng cái quyển sổ đó thì nó có giá trị hơn bao nhiêu là vàng à, và chúng ta không hiểu được điều đó chúng ta nghĩ rằng ô nếu mà tôi có vàng thì tôi có thể làm được rất là nhiều những cái quyển sổ tay như vậy nhưng mà không phải là như vậy bởi vì những cái giáo huấn ở trong cái Quyển sổ tay bé xíu đó Là nó là vô giá Và những cái điều này thì Các vị đạo sư cũng đã giải thích rồi Ví dụ như là Ngài Che Kapa Ngài đã giải thích Về cái sự Ngài đã Trước tác những cái lời Tán thán về cái sự cát tường, về những cái phẩm hạnh tối cao của Phật, của những cái công hạnh thuộc về ngữ ngôn của Phật, thì Ngài Jê Sông Kappa đã trước tác những cái lời tán thán. Và rồi Đức Long Thọ Bồ Tát và tất cả các vị hiền giả, các ngài À, cũng đã nghĩ rằng đối với lại tất cả những cái công hạnh của Phật thì công hạnh thuộc về ngữ ngôn của Phật là không thể nghĩ bàn, lại dĩ nhiên bất kỳ điều gì liên quan đến Phật, tất cả những cái công hạnh của Ngài thì cũng đều là không thể nghĩ bàn, nhưng mà nó là ngữ ngôn là cái mà tuyệt vời nhất trong tất cả những cái tuyệt vời là bởi vì xuyên qua cái ngữ ngôn của Phật mà chúng ta mới có thể um, ứng dụng một cách trực tiếp để mà giúp cho chúng ta có thể đạt được giác ngộ và rồi chúng ta mới chỉ ra được cái con đường giác ngộ cho những chúng sinh khác và đây chính là cái con đường mà các vị đạo sư đã tìm thấy xuyên qua ngữ ngôn của Phật. À, ngữ ngôn của Phật thì thực sự là vô lượng. À, làm sao để mà có thể đưa được một chúng sinh đến giác ngộ hay là đưa đến đưa hàng ngàn hàng vạn chúng sinh khác đến giác ngộ thì đó cũng chẳng khác nào như là ngữ ngôn của phật chúng ta cần phải nhận biết được cái sự vô cùng quan trọng của ngữ ngôn của Phật và chúng ta nhận biết được điều này dựa trên cái sự dựa trên những cái lý do giúp cho chúng ta hiểu được rằng tại sao lại là quan trọng. Ngày nay trong cuộc đời của chúng ta thường ngày thì chúng ta trải qua rất là nhiều những cái sự buồn bã hay là chúng ta bất an hay là chúng ta không có mãn nguyện với lại rất nhiều điều, ví dụ như là chúng ta phải tranh đấu ở trong cái xã hội này hoặc là chúng ta trải qua đau bệnh và chúng chúng ta trải qua rất nhiều những cái sự khó khăn. À, nhưng mà cho dù là những cái khó khăn thử thách như thế nào, à, bây giờ chúng ta cầm một cái quyển sách Phật lên và rồi chúng ta mở ra, chúng ta nhìn vào đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm thấy được một cái lời giáo huấn rất là thiết thực mà chúng ta có thể ứng dụng được ngay cho cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Thì thực sự là vô cùng lợi lạc và người tạng của... Người, người Tạng thường nói rằng đây là một cái một cái linh dược mà có thể chữa lành cả trăm căn bệnh khác nhau. Nếu mà chúng ta gặp một cái vấn đề đối với lại như là những cái vấn đề liên quan đến liên hệ của chúng ta với một người khác thì chúng ta mở quyển sách ra chúng ta cũng đọc được một lời gì đó để mà có thể ứng dụng và chuyện này thì có thể ứng dụng vào bất kỳ điều gì à, một người bệnh tật trong gia đình những cái vấn đề gì mà chúng ta gặp phải trong thế gian này thì mở sách ra đọc thấy một lời của Phật thì cũng là một cái điều gì đó để mà có thể trưởng dưỡng nuôi dưỡng tâm của chúng ta cho nên bản thân thầy thầy luôn luôn cảm thấy rất là quan trọng và rất là quý giá để mà tìm ra được những cái lời khuyên ở trong những cái kinh sách của phật à, đây là những cái giá trị mà không có thể nghĩ bàn thì đây là cái nền tảng nhưng mà nếu mà chị như vậy không thôi thì không có đủ à, lẽ dĩ nhiên đầu tiên là chúng ta cần phải đọc những cái lời ở trong kinh sách này không phải là chỉ có nghĩ thuần túy rằng ô thật là quý giá mà rồi không đọc mà đọc thì phải thể nhập phải hoàn toàn thể nhập vào những cái lời ở trong những cái quyển sách đó thì thực sự đầu tiên chúng ta đọc và đầu tiên chúng ta phải biết chân quý những cái người trước tác những cái lời được viết ra ở trong những tập sách này thì hồi xưa là các ngài phải khắc hoặc là các ngài phải uh, viết phải khắc những cái lời này và bây giờ thì có thể in ấn một cách dễ dàng khi mà chúng ta gõ máy uh, những người tác giả này thực sự là họ đã phải trải qua rất là nhiều những cái sự lao nhọc để mà làm như vậy, để mà gõ máy từng chữ từng chữ một như vậy. Và chúng ta tự hỏi rằng bản thân tôi, tôi có thể làm được chuyện đó hay không? Tôi có thể như là nỗ, nỗ lực dụng công, sử dụng toàn bộ thời gian và uh, nỗ lực của tôi để mà làm được thành ra một cái quyển sách như vậy hay không? Và khi mà chúng ta viết sách đó thì không phải là chúng ta uh, viết bất kỳ cái gì rồi chúng ta cứ viết xuống như thế mà uh, chúng ta phải suy tư về những cái điều này, phải ngẫm nghĩ về những cái điều này để mà có thể viết xuống được những cái lời đúng đắn như vậy cho nên bất kỳ uh, khi chúng ta đọc một cái quyển sách nào thì chúng ta cần phải cảm nhận được cái lòng biết ơn của chúng ta đối với cái người mà viết cái quyển sách này uh, thì thực sự là viết một cái quyển sách nào thì cũng là Viết từ cái tâm của người ta thì có rất là nhiều những cái tập sách khác nhau ở trong thế gian này ngay cả giống như là tiểu thuyết hay là truyện vân vân nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào một cái quyển kinh phật một cái quyển sách phật thì chúng ta cần phải phải nghĩ rằng cái quyển sách này là đang nói về bản thân chúng ta chúng ta đang là cái nhân vật chính ở trong cái quyển kinh phật này và rồi cái quyển kinh này cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục và tiếp tục phải hiểu rằng là trong cái quyển kinh phật này là ngài đang chỉ cho ta thấy cái con đường của chúng ta trong đó ta đang là cái nhân vật trong đó và ngài chỉ cho chúng ta cho chính bản thân mình và thấy rằng ô tôi đang là cái nhân vật mà phật đang nói đến tôi đang ngồi thiền như thế này tôi phải làm như thế này và khi mà chúng ta thâm nhập được những cái câu lời ở trong một cái quyển sách như vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy được một cái niềm vui rất là to lớn cho nên khi mà chúng ta đọc một cái quyển kinh một cái quyển sách phật mà thâm nhập được như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những cái lợi lạc rất là to lớn trong tâm của mình à, thì giống như là cái bài hạnh nguyện vương phổ hiền này thầy nói tôi đang giải thích cho các bạn nghe nhưng mà tôi cũng chỉ là một người phàm phu thôi à, Tôi cũng không thể nào có thể nói quá nhiều những cái lời luận giải tuyệt vời cho các bạn nghe về những về cái tập luận giải này nhưng mà tôn sư Gajampoche của chúng ta đã tìm thấy được cái bản luận giải này và cảm thấy rằng Ô oh, đây là một cái gì mà nó thật thật là cực kỳ tuyệt vời cho nên ngài mới muốn cho các bạn được lắng nghe về những cái luận giải này, À, cho nên nếu mà có một cái quyển kinh phật một cái um, quyển sách nào đó về phật pháp mà bạn cho rằng nó thật là chân quý thì bạn cần phải đọc nó và cần phải thể nhập nó và kế tới thì thầy nói về tất cả những cái ngôn ngữ khác nhau của những loài chúng sinh khác nhau như là ngôn ngữ của dạ xoa uh, ngôn ngữ um, của những chúng sinh khác um, thực sự là hiện giờ chúng ta không thể quá lo lắng về những cái ngôn ngữ của tất cả những loài chúng sinh khác nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu rằng ngay cả ngôn ngữ của Phật cũng có thể hiểu được bởi chúng long thần hay là chúng dạ xoa thì lẽ dĩ nhiên um, um, Phật pháp có thể được giải thích một cách rất là tỏ tường trong bất kỳ một cái ngôn ngữ nào của loài người đôi khi chúng ta nghĩ rằng ô... Oh, when the same kind of mind doesn't want to do something. âm đôi khi chúng ta thắc mắc chúng ta không hiểu rằng uh, có thể là nó không có hiện hữu ở trong ngôn ngữ của của con hoặc là nó không có hiện hữu ở trong cái ngôn ngữ của loài người hoặc là Phật pháp không có thể nào được giải thích một cách hoàn toàn tỏ tường trong tất cả các ngôn ngữ mà thực sự nó không phải là như thế nó có thể được giải thích một cách rất là tỏ tường trong những cái ngôn ngữ mà không phải là của loài người dù là của dạ xoa hay là của long vương vân vân và những cái giáo pháp này được giải thích một cách rất là tỏ tường minh bạch ở trong ngôn ngữ của tây tạng và cũng như thế có thể được giải thích một cách tỏ tường minh bạch ở trong tiếng anh và tiếng anh bởi vì bây giờ tiếng anh là cái ngôn ngữ mà được sử dụng phổ thông nhất thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng thế như là ngôn ngữ tiếng việt cũng có thể được giải thích một cách rất là tỏ tường minh bạch y như thế cho nên chúng ta sẽ không có phải bị những cái vấn đề à, ví dụ như là chúng ta không có một cái ngôn ngữ để mà chúng ta có thể nhận được giáo pháp một cách thanh tịnh bởi vì ngay cả dạ xoa và long thần cũng có thể đón nhận được giáo pháp và hiểu được giáo pháp qua cái ngôn Ngôn ngữ của họ thì chúng ta là con người chắc chắn là chúng ta sẽ có thể đón nhận được giáo pháp qua cái ngôn ngữ của chúng ta một cách rất là minh bạch nhưng mà chúng ta lắng nghe những giáo pháp này rồi thì chúng ta phải thực hành dựa theo những cái gì mà chúng ta lắng nghe có nghĩa là ở trong đây nói rằng nguyện xin cho con có thể ứng dụng được những cái giáo lý này khi mà chúng ta phát nguyện thì những cái sự phát nguyện của chúng ta nó sẽ thành sự thật dựa trên cái sự phát nguyện của mình và cái câu cuối cùng ở trong câu kệ này nói rằng à, nguyện xin cho con sẽ luôn luôn lắng nghe được những cái giáo pháp này ứng dụng được tất cả những cái giáo pháp này à, những lời tiếng ấy tùy ý chúng sinh mỗi tiếng xuất ra biển cả hùng biển à, À, lẽ dĩ nhiên nếu mà chúng ta phát nguyện như vậy thì trong cuộc đời này của chúng ta hoặc là trong đời vị lai chắc chắn chúng ta phải xác tín rằng chắc chắn mình sẽ có thể ứng dụng được những cái lời tiếng này và thực hành những cái lời tiếng này dựa trên cái sự phát nguyện của chúng ta bởi vì cái sự phát nguyện này nó chính là cái tránh nhân để mà đưa đến cái sự thành tựu mà đã có một cái tránh nhân rồi thì chắc chắn là sẽ có một cái kết quả muốn có một cái kết quả thì phải có một cái tránh nhân còn nếu không có tránh nhân thì sẽ chẳng thể nào có được kết quả cho nên cái Um, sự phát nguyện của mình là một cái nhân rồi và nó đã ở đó rồi thì một cách rất là tự nhiên lẽ dĩ nhiên là cái kết quả nó sẽ theo sau ở uh, trong tương lai và chúng ta cũng phát nguyện rằng nguyện xin cho con có được đầy đủ cái phước đức để mà có thể um, thọ hưởng được giáo pháp mà ngay cả nếu nó được là như thế thì chúng ta cũng không được sinh cái tâm kiêu mạn bởi vì nếu mà chúng ta sinh cái tâm kiêu mạn thì những cái phẩm hạnh mà chúng ta đang có nó sẽ trở thành ra là những cái sai lầm bởi vì cái sự ngạo mạn đó nó rất là độc hại cho tâm của chúng ta nếu mà chúng ta có đủ phước đức để mà có thể thọ hưởng được giáo pháp thì thọ hưởng giáo pháp và rồi tiếp tục thực hành tiếp tục uh, tu tập trong một cái À, như là một cách không có ngừng dứt không có gián đoạn cho nên ở đây à, nguyện xin cho bản thân con và nguyện xin cho tất cả những chúng sinh khác có thể thọ hưởng được giáo pháp một cách trọn vẹn thì đó là cái sự phát nguyện ở đây À, và cái câu kế tới là nguyện làm sao để có thể thể nhập được Pháp Luân bánh xe pháp của chư vị Như Lai câu này là câu 31 ở trong bài tiếng Việt à, à, chư Phật ở trong thời quá khứ đã chuyển Pháp Luân à, và đây chính là cái nhân để mà đưa đến được hạnh phúc thì thực sự nếu mà chúng ta có một cái nhân thiện lành thì sẽ đưa đến một cái kết quả thiện lành và đó chính là cái điều mà đức phật đã nhận biết ra bởi vì ngài đã thực hành những cái điều này một cách trọn vẹn một cách toàn hảo nhất và khi mà chúng ta nghĩ về những cái điều này À, thực sự bản thân chúng ta chúng ta có thể biết được rằng chúng ta có 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 muốn thể nhập vào bánh xe pháp của Phật hay không và khi mà chúng ta đã biết được như vậy rồi thì chúng ta phải thâm nhập vào trong những giáo lý và trước đây chúng ta nói rằng có rất là nhiều đại kiếp trong thời quá khứ và trong mỗi một đại kiếp mỗi một cái một cái khoảng thời gian thì sẽ có một vị Phật xuất hiện và chuyển bánh xe Pháp. Và trong mỗi một cái kiếp như vậy thì chỉ có uh, có một vị Phật uh, sẽ như là thể hiện 12 cái công hạnh và rồi thì mỗi một đại kiếp như vậy chỉ có một vị Phật để mà chuyển Pháp Luân mà thôi và vị Phật trong đại kiếp này của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì khi uh, Đức Phật đã đản sanh hơn hơn, hơn 2 sáu năm trước và rồi thì chúng ta lúc đó đang ở đâu? Chúng ta không phải là xá lợi phất, chúng ta cũng chẳng phải là mục kiền liên, chúng ta cũng chẳng phải là ananda. Như vậy thì chúng ta là ai vào cái thời điểm đó khi mà Đức Phật đang chuyển pháp luân? chắc chắn là chúng ta đang là chúng sinh trôi lăn ở trong luân hồi và tại sao chúng ta lại không sinh ra là một trong những vị trưởng tử của đức phật vào thời đại đó là bởi vì những cái um, chướng duyên của chúng ta chướng nghiệp của chúng ta vào lúc đó chúng ta đã không tịnh hóa được tất cả những cái điều này mà nếu mà giả sử chúng ta có sống vào cái thời của Đức Phật như là một vị đệ tử của Đức Phật và như là nhận được trực tiếp cam lộ từ giáo pháp của Đức Phật thì bây giờ chắc chắn là chúng ta ở, đang ở trong một cái cõi tịnh độ nào đó và hoặc là chúng ta đã là một cái vị Bồ Tát với một cái tâm nguyện muốn quay lại để làm lợi lạc chúng sinh nếu mà chúng ta là như vậy thật thì chúng ta đã không có còn tiếp tục phải trải qua những cái sự đau khổ trong luân hồi nếu mà chúng ta được làm đệ tử của phật vào lúc đó nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn đang phải trải qua những cái đau khổ ngay bây giờ thì đây là cho chúng ta thấy rằng chúng ta đâu đã từng là đệ tử của phật vào cái thời đó đâu chúng ta tiếp tục gặp phải những cái chướng ngại chúng ta đau khổ chúng ta bệnh tật chúng ta gặp rất là nhiều những cái chướng ngại chướng duyên thường xuyên gặp phải như thế đó là do bởi chúng ta chưa tịnh hóa được những cái nghiệp che chướng chúng ta ở đây chúng ta được dạy rằng nếu mà chúng ta chưa từng bao giờ tạo nghiệp tạo nhân thì sẽ không thể nào có kết quả nó chỗ mà một khi đã tạo nghiệp tạo nhân rồi thì chắc chắn phải có một kết quả cái hạt giống đó nó sẽ không bao giờ bị cạn kiệt mà chắc chắn là nó sẽ phải chỗ cho nên khi mà người ta chịu đau khổ người ta sẽ nghĩ rằng ô là dĩ nhiên đó là nghiệp của tôi nhưng mà nhiều người không có thể nào nghĩ được như vậy ngay cả nếu họ biết như vậy và chúng ta nói cho họ biết rằng đây chính là À, cái cách mà bạn nên nghĩ về nhân quả đây chính là cái sự chỗ quả nhưng mà cũng thật sự rất là khó để cho người ta đón nhận được cái điều này người ta không muốn nghĩ về điều này theo cái cách đó à, người ta không muốn nghĩ rằng tôi là cái người có trách nhiệm cho những cái đau khổ của bản thân tôi nhưng mà ngay cả nếu họ uh, nghĩ rằng hay là họ nói rằng uh, con không có muốn đau khổ nhưng mà cái sự việc là bạn đã tạo ra được bạn đã tạo ra cái nhân đó rồi cho nên bạn phải đau khổ bạn không muốn đau khổ thì nó cũng đã hơi quá muộn rồi là bởi vì bạn đã lỡ tạo ra cái nhân rồi uh, thì bây giờ làm sao À, từ một cái nhìn như thế, à, từ cái sự chỗ quả à, của nghiệp như thế cho chúng ta thấy rằng mọi chuyện nó đã hơi hơi muộn, nó hơi trễ rồi bởi vì chúng ta không thể nào quay ngược lại cái thời quá khứ để mà à, nhặt 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 bỏ ra cái nhân mà chúng ta đã từng tạo ừ, bởi vì ngay bây giờ là chúng ta đang phải chịu cái quả đó rồi cho nên khi mà chúng ta phải chịu cái quả của một cái ác nghiệp thì thực sự là nó 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 không có phải là ô oh, chúng ta nói rằng ô oh, cái người đó là quá tệ hại cho nên mới phải chịu cái quả đó không phải là nói như vậy nhưng mà cái quan trọng ở đây là nó đã quá trễ rồi khi mà chúng ta nói rằng đây là cái nghiệp của bạn nó không có phải làm cái gì tệ hại mà chỉ là bây giờ là cái thời điểm để mà nói chỗ quả bởi vì cái nhân đã được tạo ra trong quá khứ rồi thực sự là khi mà chúng ta phải chịu quả thì nó rất là khó để chúng ta um, chấp nhận cái điều này và để lắng nghe những cái lời khuyến tấn khuyên răn từ người khác um, Um, nhưng mà chúng ta cần nên nghĩ rằng uh, cho dù chúng ta không có được um, có mặt ở trong cái thời đại của Đức Phật uh, thì chúng ta phải nghĩ rằng um, lúc đó khi mà Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên thì có năm vị đệ tử đại đệ tử đầu tiên có mặt lúc đó với Ngài và chúng ta cần phải phát cái tâm tùy hỷ uh, nghĩ rằng chúng ta cũng như các ngài chẳng khác nào cũng đang có mặt ở đó và đang um, nhận cái giáo pháp đầu tiên từ Ngài thì uh, lúc đó đức phật giải thích và giảng dạy về tứ diệu đế và ngài đã ban những cái giáo huấn này cho năm vị đệ tử đầu tiên uh, giải thích về um, hai cái chân lý đầu tiên và rồi giải thích về uh, những cái uh, về những cái phân loại khác nhau của tứ Diệu Đế và rồi ngài đi đến cái ý nghĩa của 16 cái loại vô thường khác nhau và dựa trên những cái điều này năm người đệ tử đầu tiên này đã tuần tự tu tập từng bước từng bước và họ đã chứng nghiệm được những cái phẩm hạnh trên cái con đường tu trên những cái địa Bồ Tát và thì cũng như thế chúng ta cũng có thể đặt mình vào uh, các vị đệ tử của đức phật như thế uh, bởi vì bây giờ khi mà chúng ta lắng nghe những cái giáo lý của phật um, hoặc là chúng ta xem cái cuộc uh, cái cuộn phim của cuộc đời của ngài um, về những cái công hạnh của ngài hoặc là đọc cái quyển sách uh, tiểu sử của ngài nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy như là ô chúng ta đang bị bỏ rơi ở trong luân hồi này nhưng mà đó là cái lý do tại sao chúng ta tụng những cái lời phát nguyện uh, nhưng mà có cái là khi mà chúng ta phát nguyện như vậy mà chúng ta lại vẫn tiếp tục lười biếng giải đãi trong cái công phu của mình và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta bị bị mắc kẹt lại ở trong luân hồi và rồi chúng ta uh, nghe nói đến đức phật của thời vị lai là phật uh, di lặc uh, chúng ta nghĩ rằng con không được sinh vào trong thời của phật uh, uh, thích ca thì bây giờ con muốn phát nguyện sinh ở trong thời của đời uh, sinh ở trong đời của đức di lặc ừ, và chúng ta được giải thích về rất là nhiều uh, những cái sự phát nguyện hay là những cái bài cầu nguyện khác nhau để được uh, vãng sinh xin lỗi để được sinh vào ở trong thời của đức phật di lặc và nếu mà chúng ta phát nguyện như thế một cách rất là chân thành thì những cái điều này cũng có thể được thành tựu cho nên khi chúng ta đọc tụng bất kỳ một cái lời phát nguyện nào thì chúng ta phải tư duy về những cái điều này một cách rất là sâu sắc và cẩn trọng như vậy bây giờ nói một cách đơn giản đó, Đối với lại một cái um, khái niệm liên quan đến một người phàm phu như chúng ta Thì đầu tiên có nghĩa là chúng ta phải có một cái trái tim thiện lành Và rồi sau đó nó sẽ phát triển trở thành ra là bồ đề tâm Và rồi sau đó thì nó sẽ phát triển Để mà trở thành ra là một cái chi kiến trực tiếp của một vị du già Và rồi sau đó thì nó sẽ phát triển để mà trở thành ra là À, tinh túy của tâm và cái sự thể nhập tinh túy của tâm này là cái cao tột nhất đó chính là toàn chi toàn giác thì đây là cái cách mà um, cái sự um, cái sự hoàn thiện trí tuệ của Phật đã được thành tựu như vậy ở đây um, chúng ta nói rằng chư Phật uh, quá khứ hiện tại và vị lai nguyện xin cho các ngài thường chuyển pháp luân um, quá khứ và vị lai um, xuyên qua vô lượng đại kiếp vì lợi lạc của chúng sinh đến từ trí tuệ của các ngài đến từ những gì mà các ngài đã từng làm cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có thể có được cái cơ hội để mà Thọ hưởng được giáo pháp vậy khi mà chúng ta nói đến cái bánh xe pháp thì cái bánh xe pháp ở đây là một cái gì mà nó không có ngừng dứt à, À, cái bánh xe không có ngừng dứt này là cái gì mà nó sẽ tiếp tục thường chuyển để mà làm lợi lạc chúng sinh dạ, xưa sư cả nhà mình đã học xong bài 18 rồi đã cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã lắng nghe à, khoảng nửa tiếng nữa đó thì Kenpo uh, Tenzin sẽ vào phòng Zoom này với chúng ta vì uh, thầy sẽ bắt đầu tụng cùng với chúng ta bài Hạnh Nguyện Vương Phổ Hiền bằng tiếng Tạng. Thành ra nếu mà được